Sáng ngày 5 tháng 2 năm 2024, Bệnh viện Thống Nhất tổ chức chương trình Xuân Ấm Áp Tết Yêu Thương với 10 gian hàng không đồng cho 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Đây là dịp để các cá nhân, đơn vị, tổ chức cùng với bệnh viện thể hiện sự đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay góp phần tiếp nối và phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, chia sẻ tinh thần đón Tết cổ truyền Tết Giáp Thìn năm 2024, ấm áp nghĩa tình, hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp. Trong chương trình Tết Ấm Áp, Xuân Yêu Thương, thì Bệnh viện Thống Nhất có tổng cộng 10 gian hàng, mời 200 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiện đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất để tham dự cái chương trình này. Đây là một cái chương trình của Bệnh viện Thống Nhất mong muốn là tri ân những người bệnh nhân đã tin tưởng trao gửi cái sức khỏe của mình cho Bệnh viện Thống Nhất. Bệnh viện có rất nhiều các hoạt động giống như các cái hoạt động này để chăm lo cho bệnh nhân cả về vật chất lẫn tinh thần. Tổng giá trị của các tiên đàn này, chợ này nó có khoảng trên 300 triệu đồng. Cho một cái đợt như thế này với hơn 200 bệnh nhân, gồm có cả tiền và phần quà cho bệnh nhân. Trong đó, công ty cổ phần sữa Aralac tài trợ 200 hộp sữa bột, công ty cổ phần Dược Hậu Giang trao tặng 200 hộp thuốc so bóp và 200 tiếp multivitamin, và công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương cũng đem đến 17 triệu đồng sữa bột cùng 2,5 triệu đồng tiền sữa đậu nành. Ngoài ra, chương trình còn có sự chung tay của nhiều đơn vị nhãn hàng và các mặt hàng thiết yếu khác như sữa, khăn giấy, dầu gội, đường, dầu ăn, v.v. Tổng giá trị chương trình vượt trên 300 triệu đồng. Thì với mong muốn đến với chương trình này thì bên anh mong muốn cho bệnh nhân người ta có cái sức khỏe sớm, phục hồi để người ta đón Tết với gia đình. Và đặc biệt trong cái mùa xuân này thì rất cần cái sự yêu thương trong đó. Nên là nhân dịp cái chương trình bệnh viện tổ chức á, thì bên công ty cũng mong muốn đóng góp một cái phần nhỏ trong đó, để có thể hỗ trợ được cái phần nào những cái bệnh nhân mà người ta đã có những cái gọi là khi mà bệnh người ta đã có những cái khó chịu và cái mong muốn về với gia đình nhưng mà không về được á, thì với phần quà này thì cũng mong muốn đóng góp một phần với bệnh nhân thôi. Bên cạnh đó, chương trình Xuân Ấm Áp Tết Yêu Thương đã trao 20 phần quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các khoa ung bướu, nội cơ xương khớp, ngoài tim mạch lồng ngực, nội tim mạch, nội thần kinh, hồi sức tích cực, ngoài tiết niệu. Cô rất là vui, rất là phấn khởi, cảm ơn bệnh viện và cảm ơn chương trình có cái chương trình này để là một cái nguồn đồng viên an ủi cho bệnh nhân trong cái dịp Tết. Ngoài chương trình gian hàng không đồng, trong năm 2023, Bệnh viện Thống Nhất đã tổ chức rất nhiều hoạt động khác để chăm lo cho bệnh nhân về vật chất và tinh thần, như hỗ trợ bệnh nhân không có khả năng đóng tiền viện phí, thăm hỏi bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, cắt tóc, gội đầu cho bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện, v.v.